Chào bạn, hôm nay đại lý Casio Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu van sạc điện xả nhấn của Casio có cái mã hiệu là BF42G. Thì cái sản phẩm van sạc điện này thì nó dùng cho nhà vệ sinh công cộng cũng như gia đình cũng rất là phù hợp. Và cái dòng này là cái dòng van sạc điện mà tôi cảm thấy là nó khá ổn về cái cách nó cũng như sử dụng. Cái dòng 42G thì nó có một cái màu khác của Casio là 410 BF 410, thì hai cái này khác nhau cơ bản là cái cách sử dụng và nguồn cấp nước. Còn cái phiếu bảo hành này là phiếu bảo hành của hãng Casio, thì sản phẩm này mình sẽ được bảo hành là 24 tháng. Chúng ta giữ cái phiếu bảo hành này trong quá trình sử dụng và chúng ta sẽ liên lạc cho tổng đài của Casio nếu như khách cần bảo hành. Sản phẩm này thì nó bao gồm cái ống dẫn nước cấp vào cái buồng tiệu, và cái ống cấp này thì nó có cái hình dạng là dạng như gần như uống vào lò xo. Cái mục đích của cái này á, là chúng ta có thể uống được cái ống này để cho nó vừa với cái tâm của buồng tiệu. Nếu mà trường hợp chúng ta cái buồng tiệu chúng ta nó không thuộc cấp giống như cái nó sai tâm á, thì đối với cái hạng này thì nó có một cái ưu điểm về cái này nè, chúng ta sẽ uống cho nó phù hợp nha. Mục đích là vậy chứ không phải tại sao nó lại làm như thế mà không làm dạng ống thẳng. Còn cái nắp chụp này là chụp cái nguồn cấp của trên cái tường á, nó để che cái nguồn cấp lại cho nó đẹp hơn, thẩm mỹ. Còn cái van đây là cục van xả tiểu chính của cái buồng tiểu này. Thì cái van xả tiểu này á, là cái loại dòng xả nhấn nó có cao cấp hơn cái mẫu BF410. Hình dạng của nó như này, và đây có cái logo Casio nằm đây nha bạn, và đây có tem chống hàng giả này. Đó. Thì cái nguồn cái lỗ này á là mục đích để nó gắn chung với cái nguồn cấp nước đây. Đó. Còn cái này chúng ta sẽ lắp với nguồn cấp nước, thì cái này chúng ta sẽ lắp với cái phần cái răng trong 21. Chúng ta chuẩn bị trước cái răng trong 21 ở để tường ha. Thì chúng ta lắp đặt cái này vào buồng tiện nè. Vào nguồn cấp nước. Và đây là cái nút nhấn. Cái vị trí là nút nhấn. Thì cái nút nhấn này là nó nhấn ra nó sẽ tự động ngắt nước cho chúng ta. Đây có một cái vị trí của ốc này. Vị trí ốc này là mục đích là chúng ta có thể tăng giảm cái lượng nước cấp vùng tiểu. Đối với những cái áp cao chúng ta sẽ siết mất ốc này lại để cho nước nó ra vừa phải vừa phù hợp với chúng ta, nó tránh trường hợp nó phun nước ra ngoài nhiều quá. Cái mục đích này như thế. Còn chất liệu của cái này là làm bằng đồng mà rôn lên trên nha bạn. Cái van xả tiểu này thì phù hợp chúng ta dùng những cái buồng tiểu nó có kích thước lớn, nó sẽ có cung cấp nước nó đủ hơn, thì nó khoảng từ 3-5 lít nước chúng ta sẽ dùng cái van xả tiểu này thì nó sẽ cấp nước vừa. Những cái mẫu buồng tiểu nhỏ thì chúng ta nên dùng cái BF410 nó phù hợp. Còn đây chúng ta dùng cái van xả tiểu cho những cái van cấp nước cho các buồng tiểu lớn ha. Quý khách mà cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, và link vào trang tdm.vn phần mô tả. Tôi để đường link của sản phẩm này, ta sẽ xem như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.